vì sao quân đội và công an phải cân bằng quyền lực thì Tổng Bí thư Tô Lâm mới được yên. Tranh chấp quyền lực giữa phe công an của Tổng Bí thư Tô Lâm và phần còn lại trong đảng mà phe quân đội đang là trung tâm đang gây trở ngại lớn cho Tô Lâm khi muốn lật ngược thế cờ. Đây là một vấn đề thực sự nghiêm trọng. Một câu hỏi đặt ra là vì sao ở thời điểm này đảng cần cân bằng quyền lực giữa công an và quân đội để chấm dứt xung đột kéo dài trong nội bộ. Theo giới phân tích, lực lượng quân đội và công an là hai công cụ được đảng hết sức coi trọng. Đây là tấm lá chắn bảo vệ cho chế độ, bảo vệ đất nước và người dân. Trên thực tế, giữa quân đội và công an không thể tránh khỏi những tranh chấp về quyền lực bởi họ có những nhiệm vụ, chức năng chồng chéo và đặc biệt có sự cạnh tranh quyết liệt về ngân sách quốc gia cũng như sức ảnh hưởng của mỗi bên trong đảng. Nếu không có gì thay đổi theo kế hoạch tại kỳ họp thường niên của Quốc hội khóa 15 vào tháng 10 năm 2024, Quốc hội sẽ bầu chủ tịch nước mới thay cho ông Tô Lâm. Đây là lần thứ ba liên tiếp trong vòng chưa đầy 2 năm, Đảng và Nhà nước Việt Nam phải thay đổi nhân sự cho chiếc ghế chủ tịch nước. Chủ tịch nước Tô Lâm đã buộc phải tự nguyện rút lui khỏi chiếc ghế nóng này trước áp lực trong nội bộ của Đảng, đặc biệt là từ giới tướng lĩnh của các phe cánh quân đội. Với lý do các phe cánh đối thủ của Tổng Bí thư không muốn để ông Tô Lâm nắm quyền lãnh đạo tuyệt đối theo mô hình nhất thể hóa. Điều này trái với nguyên tắc lãnh đạo tập thể cá nhân phụ trách đã được duy trì từ năm 1986 sau khi Tổng Bí thư Lê Duẩn qua đời. Tuy nhiên, bản chất sâu xa của vấn đề là có nhiều dấu hiệu cho thấy trong tương lai không xa, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ là một lãnh đạo chuyên quyền và độc tài. Với biện pháp sử dụng các hồ sơ, dữ liệu, tình báo của Bộ Công an, ông Tô Lâm đã, đang và sẽ sẵn sàng đốn ngã bất kỳ ai cản bước tiến của mình. Trong giai đoạn hiện nay, ông Tô Lâm đã và đang gấp rút tạo ra một cơ cấu quyền lực mang tính gia đình chính. Giới quan sát nhận định, nhân sự tân chủ tịch nước sẽ là một tướng lĩnh cấp cao từ quân đội. Điều này nhằm cân bằng quyền lực với phe công an, đồng thời giải tỏa các lo ngại cho rằng phe tướng lĩnh quân đội sẽ chặn đường tiến tới chiếc ghế Tổng Bí thư của Tô Lâm trong đại hội lần thứ 14, nhất là khi những cá nhân đại diện cho quyền lợi của công an ngày càng nắm các chức vụ trọng yếu hơn. Thậm chí cũng có những ý kiến cực đoan khẳng định phe quân đội sẽ tìm mọi cách để bẫy Tô Lâm ra khỏi chiếc ghế Tổng Bí thư trong các kỳ họp trung ương khi bàn về công tác nhân sự cấp cao vào cuối nhiệm kỳ đại hội lần thứ 13. Nếu xét về hệ thống tổ chức của Đảng, thì Bộ Chính trị là cơ quan quyền lực cao nhất, chịu trách nhiệm điều hành Đảng giữa hai kỳ đại hội. Tại thời điểm này, với cơ cấu Bộ Chính trị có 15 ủy viên, trong đó những người gốc gác công an bao gồm Tô Lâm, Phạm Minh Chính, Nguyễn Hòa Bình, Phan Đình Trạc, Nguyễn Văn Nên và Lương Tam Quang. Trong khi đó, phe quân đội chỉ có 4 ủy viên bao gồm Lương Cường, Phan Văn Giang, Nguyễn Trọng Nghĩa và Nguyễn Xuân Thắng là Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. Điều này cho thấy những người xuất thân từ công an đang nắm các vị trí quan trọng và số lượng áp đảo so với phe quân đội. Đây cũng là nguyên nhân sâu xa, là nguồn cơn của hai mối bất hòa giữa hai thế lực chính trị quan trọng nhất trên chính trường Việt Nam, đồng thời cũng là lý do gần đây cũng có tin cho rằng phe tướng lĩnh quân đội đã đưa ra tuyên bố quân đội phải là trung tâm quyền lực chính trị, chứ không phải là công an. Quý vị các bạn theo dõi bản tin vì sao quân đội và công an phải cân bằng quyền lực thì Tổng Bí thư Tô Lâm mới được yên. Quý vị các bạn chia sẻ video này cho những người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Khi nào phe tướng lĩnh quân đội sẽ tính sổ với Tổng Bí thư Tô Lâm? Sự tranh chấp quyền lực giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và phái cánh với phần còn lại của lãnh đạo cấp cao trong đảng có nhiều chỉ dấu sẽ không có hồi kết. Trước lễ hái tử thần mà cựu Bộ trưởng Bộ Công an đã từng sử dụng để loại bỏ đối thủ chính trị trong đảng, đã buộc toàn thể lãnh đạo đảng, kể cả giới tướng lĩnh quân đội, phải siết chặt tay nhau để tạo thành một khối thống nhất chống lại nguy cơ sẽ bị biến thành củi.
Trong bối cảnh Tổng bí thư Tô Lâm đã sớm nhận ra bản thân mình bộc lộ tham vọng quá sớm, trong lúc còn thiếu uy tín trong đảng, việc Tổng bí thư Tô Lâm được cho là đã chủ động nhưng lại chức vụ chủ tịch nước để giảm bớt các áp lực trong đảng. Tuy nhiên, Tổng bí thư Tô Lâm đang ở trong tình thế leo lên lưng cọp. Theo giới quan sát, trong những ngày gần đây, khi Tổng bí thư Tô Lâm thể hiện chính sách thân Hoa Kỳ và phương Tây và chiều ngược lại đã cố gắng rời xa Bắc Kinh. Điều đó đã khiến cho thế lực bảo thủ thân Trung Quốc lập tức có những dấu hiệu đáp trả. Việc ban đảng của tướng Lương Cường bắt tay với ban tuyên giáo trung ương của tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tấn công gán ghép Đại học Fulbright làm cách mạng màu để phá hoại biểu tượng của mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ. Đáp lại, bên cạnh việc mở văn phòng thường trú của báo New York Times, ông Tô Lâm đã chỉ đạo Bộ Công an tiến hành kiểm tra công ty Vinachem với ứng dụng Salo có nguồn gốc công nghệ cũng như do Trung Quốc đứng sau thao túng. Lập tức, phe chống Tô Lâm chiếm số đông trong đảng đã lật lại hồ sơ vụ việc Tổng bí thư Tô Lâm bổ nhiệm Trung tướng Tô Ân Sô giữ chức vụ trợ lý Tổng bí thư phụ trách văn phòng Tổng bí thư với cáo buộc làm trái quy định nhằm gây áp lực với Tổng bí thư. Theo giới thạo tin tiết lộ, việc ông Tô Ân Sô trước khi được bổ nhiệm làm trợ lý Tổng bí thư Tô Lâm luôn có mặt tại hầu hết các cuộc họp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chuyến công tác quan trọng của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Hơn nữa, ông Tô Ân Sô năm nay đã 61 tuổi, căn cứ theo Bộ Luật Lao động quy định độ tuổi nghỉ hưu của nam là 60. Như vậy, ông Sô đã quá độ tuổi theo quy định. Điều đó đã làm cho một bộ phận không nhỏ lãnh đạo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đặc biệt là các tướng lĩnh quân đội, tỏ ra không hài lòng. Việc bổ nhiệm vị trí Bộ trưởng Bộ Công an cho Thượng tướng Lương Tam Quang, trong khi chưa đủ tiêu chuẩn để xét vào Bộ Chính trị, rồi sau đó ngay lập tức đưa ông Quang vào Bộ Chính trị. Tương tự như việc đưa Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc ngồi vào ghế Chánh văn phòng Trung ương rồi đưa thẳng vào Ban Bí thư mặc dù chưa là Ủy viên Bộ Chính trị. Thời gian gần đây, từ nay cho đến Hội nghị Trung ương 10, chỉ còn chưa đầy một tháng, đó là thời điểm mà ông Tô Lâm phải san sẻ chức Chủ tịch nước cho phe quân đội và chỉ giữ duy nhất chức vụ Tổng Bí thư. Đây có thể là một bước ngoặt đánh dấu sự suy yếu quyền lực của Tổng Bí thư Tô Lâm. Nhưng ở chiều ngược lại, phe quân đội sẽ nắm giữ chức Chủ tịch nước, vị trí thống lĩnh các lực lượng vũ trang. Kể cả thứ quyền lực đen của ông Tô Lâm và Bộ Công an với kho dữ liệu khổng lồ, hồ sơ nhúng chàm của các quan chức cấp cao cũng khó có thể phát huy được hiệu lực như trước đây. Rất có thể phe tướng lĩnh quân đội sẽ trở thành và đóng vai trò trung tâm đoàn kết để thực hiện kế hoạch bẫy ông Tô Lâm ra khỏi chiếc ghế Tổng Bí thư trong các kỳ họp trung ương cuối của nhiệm kỳ Đại hội 13, bàn về công tác nhân sự. Chúng ta hãy cùng chờ xem, khi đó người ta sẽ tính sổ đầy đủ với ông Tô Lâm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin khi nào phe tướng lĩnh quân đội sẽ tính sổ với Tổng Bí thư Tô Lâm. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de